Dell Inspiron T7391 là dòng laptop hướng tới đối tượng là những người dùng doanh nhân cơ bản. Thế nhưng với phiên bản của năm 2020 này, Dell đã mang tới một mẫu laptop Dell Inspiron nhìn bề ngoài trông thực sự không khác là bao khi so với dòng XPS cao cấp của hãng. Và thứ tạo nên tính cao cấp cho mẫu laptop này đầu tiên đó chính là mức giá. Sản phẩm này đang được bán với mức giá khoảng 28 triệu kèm bộ quà tặng. Các bạn có thể xem ngay ở website của Anphat. Tiếp theo là về phần chất liệu cấu tạo. Toàn bộ máy được làm từ chất liệu carbon magie cho cảm giác sờ vào cực kỳ mịn. Và chính vì chất liệu này thì cũng khiến cho mẫu laptop đạt được độ mỏng cũng như cân nặng ấn tượng khi máy chỉ nặng có 1,4kg và chỗ mỏng nhất là 14mm. Một kích thước lý tưởng để có thể bỏ vào cặp hay vali để dễ dàng mang đi mang lại. Ở phần mặt trước thì sẽ có logo của Dell được in chìm như bao dòng sản phẩm khác. Khi mở máy ra thì việc bản lề được đặt ở hai bên sẽ khiến cho việc thao tác mở máy rất là dễ dàng. Thậm chí thì các bạn có thể lật ngửa được cái bản lề này ra để có thể sử dụng như là một chiếc tablet hoặc là dựng dạng lều để xem phim. Ở giữa khu vực bản lề chính thì sẽ là phần được Dell bố trí sẵn để đặt vừa chiếc bút cảm ứng đã được tặng kèm sẵn trong hộp, thì đó sẽ là chiếc bút này. Trải nghiệm sử dụng chiếc bút này trên màn hình với các nhu cầu cơ bản như là lướt web cực kỳ ổn. Còn nếu nhu cầu mà để vẽ hoặc là viết thì chiếc bút tới từ Wacom sẽ là sự lựa chọn chính xác hơn. Nhân tiện thì mình sẽ nói về phần màn hình. Ba cạnh viền xung quanh máy cực kỳ mỏng. Màn hình kích thước 13 inch sử dụng tấm nền IPS độ phân giải Full HD được phủ kính vì đây là một màn hình cảm ứng. Việc phủ kính sẽ khiến cho hình ảnh nhìn rất là đẹp và nổi khối, mặc dù thông số màn hình khi đo đạc ở mức tạm ổn khi đạt 63% giải màu sRGB, 47% giải màu Adobe RGB và Delta E trung bình là 2.91, độ sáng là 220 nit. Về trải nghiệm cũng như là lời khuyên của mình thì đối với mẫu laptop này, việc sử dụng trong những môi trường ánh sáng không quá phức tạp hoặc không mang ra ngoài nắng gắt để sử dụng thì nó sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Bàn phím trên chiếc laptop Dell Inspiron đẹp là yếu tố đầu tiên. Các phím vuông vắn, khoảng cách giữa các phím hợp lý, hành trình phím hơi nông nhưng bù lại độ phản hồi rất tốt. Chuyển xuống dưới thì sẽ là phần touchpad có kích thước vừa đủ để sử dụng, khả năng tracking tốt và việc kết hợp cả touchpad kèm màn hình cảm ứng sẽ là phù hợp thay vì mọi người dùng đơn lẻ từng thứ một. Cấu hình phiên bản mình đang có ở đây được trang bị CPU Intel Core i7-10510U với 4x8 luồng, 8GB RAM LPDDR3, 512GB SSD. Và qua một số những thử nghiệm nho nhỏ của mình thì mặc dù chỉ là một CPU dòng U, thế nhưng Dell vẫn mở điện cho CPU trong một khoảng thời gian ngắn để máy có thể đạt hiệu năng cao trong một vài tác vụ như là mở ứng dụng hoặc sử dụng những ứng dụng chỉ đòi hỏi đơn nhân. Việc này thì sẽ cực kỳ hữu ích khi các bạn cần mở một file dữ liệu hoặc mở ứng dụng như Photoshop để có thể chỉnh qua một chút về hình ảnh. Hệ thống tản nhiệt cho máy cũng rất là đơn giản khi chỉ có một ống đồng kèm một quạt. Nhưng bù lại thì Dell đã trang bị viên pin siêu lớn 4 cell 52Wh cho thời lượng sử dụng ổn trong một ngày làm việc của mình. Cổng kết nối thì bình thường sẽ là thứ dễ bị lược bỏ nhất trên các sản phẩm mỏng nhẹ, thế nhưng Dell lại không làm thế. Mặc dù không nhiều nhưng vẫn đầy đủ. Ở bên cạnh trái sẽ là cổng sạc HDMI, USB Type-C hỗ trợ giao thức Thunderbolt 3 để các bạn có thể mở rộng thêm các kết nối khác hoặc là kết hợp với eGPU để có thể chơi game. Cạnh phải thì sẽ là một jack audio combo, một cổng USB Type-A và khe thẻ SD. Sau một khoảng thời gian mình trải nghiệm mẫu laptop này, mình sẽ có một số những nhận xét như sau. Đầu tiên thì đây sẽ là một sản phẩm đáng chọn mua nếu như các bạn đang cần tìm một mẫu laptop có thiết kế gần tương tự như là XPS. Thứ hai thì đối với những người cần một sản phẩm có hiệu năng vừa phải nhưng vẫn phải có được tính đa dụng cũng như là cần thiết như là màn hình cảm ứng và sự đa dạng về cổng kết nối. Thứ ba, nếu như bạn là người dùng đang tìm kiếm một mẫu laptop có hiệu năng mạnh mẽ trong tầm giá để chơi game hoặc là sản phẩm có loa siêu to, thế nhưng mà Dell Inspiron này thì có loa ở mức trung bình thôi, thì mình nghĩ là các bạn nên mua các sản phẩm như là Dell Gaming chẳng hạn. Và nếu như các bạn quan tâm tới sản phẩm laptop Dell Inspiron T7391 này, thì đường link dẫn thẳng tới website của Anphat Computer để các bạn chọn mua ở ngay dưới mô tả. Nhanh tay click vào để chọn mua sản phẩm cũng như là nhận được bộ quà tặng và chính sách bảo hành tận nơi 12 tháng của Dell. Và đừng quên là bấm like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.